những chất dinh dưỡng cần thiết giúp cải thiện chức năng não bộ. Cung cấp các chất dinh dưỡng thích hợp cho não, nó sẽ giúp cải thiện khả năng tinh thần và sức khỏe tổng thể của bạn. Bộ não của bạn chỉ chiếm 3% cơ thể nhưng nó sử dụng rất nhiều năng lượng. Đó là một cơ quan phức tạp kiểm soát trí nhớ, suy nghĩ, cảm xúc, xúc giác và mọi quá trình khác trong cơ thể của bạn. Vì vậy, bạn cần phải tiếp tục nuôi dưỡng nó bằng một chế độ ăn uống tốt với một số chất dinh dưỡng quan trọng. Nếu bạn ăn thực phẩm lành mạnh cung cấp các chất dinh dưỡng thích hợp cho não, nó sẽ tự động cải thiện khả năng tinh thần và sức khỏe tổng thể của bạn. Dưới đây là danh sách những chất dinh dưỡng thiết yếu mà não của bạn cần. Đầu tiên là omega 3. Omega 3 là chất béo lành mạnh mà bạn cần để suy nghĩ và xử lý suy nghĩ. Omega 3 cũng hỗ trợ cải thiện khả năng học tập và trí nhớ của một người. Các thực phẩm giàu omega 3 bao gồm cá thu, cá hồi, cá trích, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó, v.v. Thứ hai là sắt. Khoáng chất này quan trọng chịu trách nhiệm cho sự phát triển vận động và nhận thức, cũng như các chức năng của não như là vận chuyển oxy, tổng hợp DNA, tổng hợp và chuyển hóa chất dẫn truyền thần kinh. Các thực phẩm giàu chất sắt bao gồm rau bina, rau chân vịt, bông cải xanh, gan và các loại nội tạng, thịt đỏ, các loại đậu như là đậu lăng, đậu nành. Thứ ba là vitamin B12. Bạn nên bao gồm vitamin B12 trong chế độ ăn uống của mình vì nó chịu trách nhiệm về tâm trạng và hoạt động tinh thần. Các thực phẩm giàu vitamin B12 bao gồm gan động vật, cá mòi, thịt bò, cá hồi, trứng, v.v. Tiếp đến là vitamin D. Đa số mọi người đều biết rằng vitamin D rất tốt cho sự phát triển của xương. Tuy nhiên, bạn cũng phải lưu ý rằng nó không kém phần cần thiết cho não. Loại vitamin ánh nắng mặt trời này giúp ngăn ngừa nguy cơ sa sút trí tuệ ở người già. Ngoài việc nhận vitamin D từ ánh nắng mặt trời, bạn cũng có thể nhận chúng từ những thực phẩm như là cá trích, cá mòi, hào, lòng đỏ trứng, nấm, v.v. Tiếp đến là vitamin E. Vitamin E nó giúp ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức và tăng cường trí nhớ khi não già đi. Các thực phẩm giàu vitamin E có thể kể đến là hạt hướng dương, hạnh nhân, đậu phộng, mang tây, cá hồi, cá trích, v.v. Tiếp đến là magie. Mức magie thấp nhất trong cơ thể có thể dẫn đến các vấn đề như là đau nửa đầu, trầm cảm và nhiều bệnh thần kinh. Vì vậy, hãy có ý thức lựa chọn thực phẩm của bạn và bao gồm magie trong chế độ ăn uống hàng ngày. Thực phẩm giàu magie bao gồm bơ, chuối, đậu phụ, các loại rau lá xanh như là cải xoang, rau bina, một số loại cá béo như là cá hồi, cá thu và cá trích. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.